Ơi, xin chào tất cả quý anh chị nha. Từ hôm khai trương tới bây giờ thì hôm nay là ngày 20 tháng Giêng thì mình mới bắt đầu ra một cái video cũng như là gửi đến cho tất cả mọi người. Đó, này là năm chín cho anh trai ở dưới Long An nè. Đấy, tỉa tót dặm rồi lại nhìn cho nó đẹp, nó lịch sự cũng như là đánh bóng rồi lại hết. Mọi người thấy không? Xe về đâu phải là ví dụ như nó không đúng màu. Ở bên đó họ có sơn phết đó mọi người, những cái màu nó không có đẹp thì bắt buộc mình phải tẩy ra trắng tới sắc vậy luôn. Đó, xong bắt đầu mình lót, mình làm lại. Tem thì có khi là giữ lại tem rinh, còn có khi là em sẽ dán tem mới luôn, chứ em không có quan trọng cái chuyện tem nó mới hay cũ nha quý anh chị nha. Đó, nhưng mà nó xấu, nó không đẹp, nó sơn nó bị nham nhở thì mình phải đập đi xây lại theo ý của mình đó. Thế không ấy, nó tiếp tục là cũng là những cái con xe khá là ít ỏi cũng như là không có nhiều. Thì những cái con xe ở bãi đây mình quay từ từ cho mọi người xem. Đó, con này là US46 nè, đó cái dàn áo đó hồi nãy là mình quay đó, US46. Còn bên đây là 133, mấy con này thì thường là giao sĩ là nhiều. Ở đây có con US35 nè, chỉ với 185 cành thôi, 185 cành là mọi người sở hữu được dạng màu US35 cabin máy lạnh nha. Nội thất sơn rinh nguyên con, sơn rinh vỏ rinh, có răng nứt nhẹ. Đó, trong thì mình đã cho lợp lại rất là đẹp. Đó, ghế da mình đã cho bọc lại. Ồ, cái này nó dính keo mà nó không chịu ấy ta. Bôi keo này dính từ lưa nè, thì mình sẽ lau lại cho nó đẹp. Đó, máy nổ ngon, sơn rinh nguyên con nha, không sơn giảm tốt gì hết. Đó, cực kỳ luôn. Cái video ngày hôm nay quay là cũng như là những cái con xe mà trước Tết sao, rồi sau Tết nó có gì thay đổi hay không, cũng như là chia sẻ thêm cho quý anh chị là đầu năm thì về được con 3060 thì chốt cho anh trai rất là nhanh gọn lẹ nha. Ở Gia Lai ngày trước cũng có mua mình một con rồi, mà hôm nay mua con này là lì xì thêm cho 5 triệu. Nó lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề đúng không, mới gặp được nha, nó mới thấy được một cái người như vậy. Cái con này là Mitsubishi 2501 thì em có rã thịt cũng như là bán những cái phụ tùng cho tất cả mọi người đang cần cái gì đó. Hiện tại cái cầu này thì đã được anh trai ở Tây Ninh ủng hộ em rồi nè, ủng hộ em cầu. Còn bên ngoài thì còn dàn long động cơ hộp số đó, đùi bọng nó còn nguyên hết đó, chỉ mới bán cây cầu thôi đó. Anh chị nào động cơ thì nổ rất là ngon nha, coi xe chạy nhiều không, chạy 1.300 giờ rồi, 1.300 mấy giờ rồi. Anh chị nào cần mua cái gì inbox em báo giá cho nha, chị muốn lấy khúc nào thì em cắt khúc đó em bán đó. Còn quay lại đây là con 3060, hồi nãy thì cái đèn nó có hơi bị tối quá, anh trai nhờ mình là cái gì ta làm thay cặp đèn mới, quên nãy cái bộ e luôn anh ba ơi. Cái con xe này nào nguyên rinh nguyên bản, bây giờ mình đang thay nhớt máy cũng như là thay lọc dầu lọc gió, thay lại toàn bộ. Con này là rinh nguyên bản, chỉ có sơn dặm nhẹ một vài chỗ thôi nha. Đó, vỏ lốp thì mình đã thay 4 cái vỏ Ấn Độ mới, Ấn Độ 1830, TR144, India nè mọi người, vỏ Ấn Độ, seat belt. Vỏ này là vỏ mới 100%. 4 vỏ mới, vỏ trước là 13, 6, 24, 12 bố, sơn rinh, lóc riết rồi rất là mới. Đó, rất là mới luôn, cực kỳ đẹp luôn. Anh trai thấy xe đẹp quá, lì xì thêm 5 triệu. 5 củ khoai. Đó là từ trước đến giờ là mới lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn quý anh chị nha. Đó. Đó, mới làm cặp đèn. Chưa có bóng luôn hả? Bóng nó bóng gì anh ta? Ba chi á. Bóng ba chi á hả? Ba chi bình thường đó hả? Để xíu nữa. Giống không? Bóng ba chi mới được. Còn bóng tròn là không vô đâu nha.
À bóng ba chia thì lên cổng tú mua luôn đi anh ba ơi. Chia bình thường. Đó. Nguyên bản không làm gì hết. Nội thất tấp bên trong mọi người, ghế nè. Đấy nãy rin của nó, hộp điện đầu rin nguyên bản luôn. Điện đèn coi rin nguyên bản. Thấy sao nè, cho đòn dông đồ đầy đủ hết nè. Bát móc kéo nè. Không thiếu một cái gì hết á. Ồ, cái này lắc lắc vậy ta. Ơi ơi ơi. Ơi. Ấy sao là mấy cái này xíu nó bị bể luôn ta ơi, đứng lên đứng xuống gì nó bể cái này mất. Tiêu. Bơm lại mấy cái bánh. 3060. Theo anh chị là giá khoảng bao nhiêu tiền sau khi thay 4 cái vỏ mới này nha. Đó. Bao giá thị trường rẻ hơn những nơi khác 20 củ. Mình thì chủ yếu là số lượng thôi. Nên là cái giá thành thì mình sẽ cố gắng cho những cái mức giá tốt nhất nha quý anh chị nha. Đó, đào cái mức giá xuống rẻ nhất. Rẻ nhất có thể. Bên trong con này chạy 2.200 giờ rồi. Máy cực kỳ là ngon luôn. Đó, máy xe này làm bây giờ chưa biết làm đến lúc nào. Máy móc cậu số đẹp lắm, len can luôn, nguyên rin nguyên bản đó, nước sơn đó, ốc nè, kích nè, quá đẹp luôn rồi, đuôi bọng đồ con xe này, khung gầm, quá là đẹp. Đây là lọc dầu với lọc nhớt máy. Cái miếng này sao nó không dặn cho anh ba. Máy móc giờ em đang thay nhớt lại là xong. Đó, gắn cho một cặp đèn mới. Rồi mua cái lọc gió luôn. Quá là đẹp. Tấp bi rồi bên trong, cực kỳ luôn rồi. 230 máy củ khoai thôi. Tặng thêm cho anh trai một cặp tay sắt này. Người ta tặng cho mình cái gì mình có một chút cái gì đó để gửi đến cho anh trai. Mở đèn lên hết giùm em ơi. Mở đèn lên hết giờ. Có đèn trên nóc mù cái sáng cái. Ông đẩy hai cái gương tới trước miếng cho nó khỏi vô, nó khỏi quẹt. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Hai bên luôn. Hai cái cây tay quay nằm ở trên cái xe không ra tao nữa. Đang ngưng là lên xe rồi xong xuôi hết. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho tất cả mọi người anh chị xem thì hợp cái con nào.
thì mình có thể đến với nhau. Đó, cũng như là đầu năm có khá là nhiều ưu đãi, cũng như là luôn luôn có giá tốt và ưu đãi dành cho tất cả mọi người. Đó, game này mình chưa dọn, mình sẽ đem vô dọn lại theo nó đẹp. Đó, bây giờ là hiện tại là còn những cái lặt vặt này, anh chị nào mua thì hú em, không mua gì alo em trả luôn. Tiếp tục rồi, đến gọi địa chỉ là có sẵn hết nha, thì có thể liên hệ nha. Bắn 4 con hay gì mà chỉ số điện thoại. Bây giờ giao bớt những cái con xe nhỏ nhỏ này cho mấy anh lái rồi tỉnh về chia nhau dọn nha mấy anh chị nha.